it is a soy sim beach and Titop Island. Soy sim beach, Titop Island. Visit Halong Bay. This is the area of Halong Bay. Mấy em kia nhìn thấy em này thì lác mắt nhỉ. Sao bên soi chim nó làm gì ở trên đỉnh kia anh nhỉ? Máy miếc gì?